Bắc Hà hôm nay là 40 mấy ngày rồi, gần 50 ngày rồi. Đợt này là vào vaccine hơi muộn, nên là vào được hơn tuần thôi. Hơn 40 ngày mới vào vaccine mũi 1. Đó. Đây chơi, nhích hẳn ra đây nào, ra đằng này chơi cho nó thoáng, dồn tụ vào một chỗ làm gì? Chuẩn bị đến giờ ăn. Hôm nay thì bắt đầu thấy có cái lớp lông dựng xù lên ở bên trên rồi kìa, ở lớp lông cứng. Hôm trước thì không thấy có, hôm nay thì bắt đầu thấy có rồi. Đó. Rồi, đàn này là vào xong hai mũi vaccine thì nó phải rơi vào khoảng hơn 2 tháng một chút. Khoảng tầm 2 tháng 10 ngày thì mới bắt chó được. Hỏng, bắt đầu hỏng. Này thì nó giống nhau lắm, nhìn không biết thằng nào vào thằng nào. Cái rau nhà cái Hà nó vừa thử ngon quá mà không ăn được. Sao được, chú lấy được. Rau rau ba tử, rau rau nó tỉa. Xuống tưởng tưởng ăn được, làm túi chú về ăn nhưng mà không ăn được. Ý như thằng mò, anh nhìn. Không, cái mõm của Samoy nó nhọn hơn, mõm của này nó vuông hơn. Nó vuông hơn nhỉ, anh nhìn. Nhưng mà đó. Samoy thì nó xù hơn tí nữa. Samoy nó không chia lớp lông dựng ra như thế này. Bắc Hà này nó là hai lớp rõ rệt. Lớp Samoy là anh sẽ thấy là cái lông của nó có độ mượt. Còn bọn này anh sẽ thấy nó có hai lớp rõ ràng. Nó không thành một lớp như Samoy, nó khác hẳn nhau luôn. Về Samoy kiểu lông thì nó xù lên nhưng mà nó dày đặc. Cái kiểu lông của bọn này nó thế. Mà kiểu lông của bọn này chuẩn nó phải thế. Nếu mà đánh giống mà hai con kia mà lần này xịt nữa. Ừ, hai con nào? Hai con có đuôi ấy. Mà lần này mà xịt nữa. Để quan trọng để xem chó con của nó ra như thế nào. Rồi xong lấy mẹ con Bắc Hà trắng hay con Bắc Hà đẹp để hay hơn. Vì là mình có con Bắc Hà nó tốt, con đực nó tốt. Bây giờ bắt đầu vào phối tốt rồi này. Thì là mình vào Bắc Hà nó hay hơn. Bắc Hà đàn này giữ lại một con cái. Đây đồ ăn của mấy đứa ra luôn đây. Cho vào giữa. Đấy. Ok. Chưa phát hiện ra. Nó được ăn no đủ thì nó sẽ ăn từ tốn. Đây đồ ăn của chúng nó là hạt ngâm. Tầm này thì chưa cho cơm. Qua 50 ngày mới bắt đầu mới đảo cơm. Cứ tiêm xong hai mũi vaccine thì lúc đấy là sẽ bắt đầu để cho đảo cho tập ăn cơm. Bé này thì cho ăn cám để cho nó đề kháng nó cao. Xem bữa ăn của chúng nó thời gian bao lâu thì xong. Cứ ăn đi. Đủ lượng. Con nào ăn thêm thì ra ăn đi. Còn một con đủ rồi. Liếm mép à.
ăn vội. Bát vẫn còn đấy, chắn nốt đi. Tập ăn cái kiểu liếm bát sạch sẽ đi. Ăn không ai để lại một phần vậy. Không ai để lại một phần vậy đâu. Này, vẫn còn đây này. Đấy, vẫn còn đấy. Ra chắn nốt đi. Đây nào, vét ra vét nốt đi. Rồi, thế là xong bữa nhá. Ăn xong chơi một tí đi vệ sinh rồi lại vào trong chuồng nằm. Nha. Ok. Bữa ăn trong vòng 2 phút là xong rồi. Hơn 1 phút là xong rồi. Ăn rất từ tốn chứ không ăn kiểu sốc đâu. Ok. Ra vét nốt đi, còn dính thế nào vét nốt đi. Bác Hà này thì nó sạch lắm, nó ở trong chuồng mà không cho nó ra ngoài đi vệ sinh, đến cái cỡ của nó đi vệ sinh của nó ị gọn vào một góc. Ở đấy ị gọn một góc, nằm một góc, ở đấy ị một góc. Còn cho ra ngoài cái là đi vệ sinh ngay. Từ cho con này nhá, cho ra ngoài này là nó sẽ vệ sinh ở ngoài này ngay. Để nó vào chuồng nó không phải vệ sinh nữa. Ừ, hết chưa? Vẫn còn dính kìa, vẫn dính góc kìa. Mõm to quá không liếm được góc à? Đó. Chế độ ăn thì là cắm ngâm ra cho ăn thôi. Không thịt, không gì cả. Cắm là nó là cái đồ ăn tổng hợp rồi. Cắm ngâm ra cho ăn rồi đến khi mà vào vaccine xong thì vào vaccine xong là lúc đấy là sẽ đảo thêm cơm để cho nó ăn. Bởi vì nó khi mà con chó nó lớn được cái lượng ăn nó nhiều thì lúc đấy là chúng ta sẽ đảo thêm cơm với con chó ta. Cơm với cám, ok, cơm, cám, chibi. Đó, như bọn này là không biết mùi thịt tươi một tí nào này. Từ bé đến lớn là chưa có một tí thịt nào đâu. Có cái đặc trưng của nó là cái lớp lông của nó có một cái lớp lông cứng chĩa lên. Đó, nó rời hẳn với lại cái lớp lông đệm ra, nhìn ngang này sẽ thấy nó rời hẳn ra lông hai lớp. Hai lớp, nhưng mà hai lớp nó lại không dính với nhau. Lớp lông sợi là nó ra cái lớp lông sợi luôn. Thôi Queen ăn đi, Queen ăn phần của Queen đi. Bà mẹ Queen nhìn cái đuôi này, nhìn cái đuôi của Queen này. Đó, nay thì người bẩn lắm rồi, hôm nay không còn trắng muốt như hôm đầu nữa rồi. Vì chăm con và hay vào bếp lục loại đồ ăn. Thằng này nghịch ngợm này. Nghịch ngợm cứ chõ mũi ra ngoài chuồng này, rụng hết lông mũi rồi, một mình nó. Thằng đực bé, thằng đực còi này, nghịch như là... Trời ơi. Sờ vào cái thì mới sờ vào cái là ông đã phòng thủ, ông đã kêu rồi. À giờ ông không kêu nữa rồi. Mới ra mà sờ vào ông thì ông kêu thôi rồi luôn. Kêu cứ như kiểu là ai người ta làm gì ông ấy. Ông độ phòng thủ của ông phòng thủ mồm ông kêu trước. Đó. Xem nhá, chúng nó mà ở đây mà chúng nó mà có đi vệ sinh ấy thì chúng nó sẽ ra đầu đằng kia cho nó vệ sinh. Ok, thôi mấy đứa chơi đi. À, giờ ra vét bát. Còn dính tí nào vét nốt.